Hi, chào các bạn, lại là Mascot miền Nam đây. Hôm nay tụi mình sẽ cùng dẫn các bạn đi tham quan một buổi kick-off của The Master nha, ở Global quận 9. Ta-da! Và đây là những bạn mascot của lễ hội hôm đó nè. Thì hôm đó nhà Mascot miền Nam của mình có khoảng 10 bạn đang ở sự kiện nha. Và các bạn mascot bên mình thì cực kỳ là dễ thương và đáng yêu, sôi động luôn nè. Các bạn thấy khung cảnh xung quanh của Global City thì cực kỳ là đẹp luôn và rất là rộng luôn á các bạn. Đây thật sự là một nơi rất là đáng để sống và định cư ở đây nè. Mình thấy rất là đẹp luôn. Và đây là một cái sự kiện kick-off của The Master. Thì đây là những cái công ty bất động sản á các bạn. Thì các bạn đang có những cái buổi kick-off ở đây nè, định kỳ hay sao á, thì mình cũng không có rõ về cái này, nhưng mà mình thấy là cũng tổ chức cũng khá là thường xuyên. Mình đã thấy bạn gấu lầy của nhà mình nè, có bạn gấu dâu nè, cáo cam nè, rất là dễ thương luôn. Mà các bạn đang rất là sôi động, thì khúc này là các bạn đang chuẩn bị để chụp ảnh ở trên sân khấu lớn nè, và có rất là nhiều những cái lá cờ của các công ty bất động sản trên toàn quốc nè. Rồi các bạn sẽ thấy ha, rất là nhiều luôn, và không khí ở đây cực kỳ sôi động mà và náo nhiệt. Mình nghĩ chắc cô cũng phải đếm trên dưới là hơn 15 cái công ty bất động sản đang cùng nhau tham gia chương trình của ngày hôm nay á. Đây là bạn gối dâu bên nhà mình, cáo cam nè, siêu dễ thương và rất là đáng yêu nhiệt tình luôn. Đó, xa xa thì có bé đầu máu đỏ nhà mình nè. Đó, các bạn thấy là mọi người đang lên sân khấu để chụp ảnh với lại các công ty của mình. Và cái khoảng thời gian này thì cũng là gần chiều tối rồi. Và các bạn mascot nhà mình thì cực kỳ là dễ thương và sôi động luôn. Đó, các bạn sẽ thấy. Đó, thường thì trong những cái buổi kick-off và theo dạng sự kiện ngoài trời như thế này thì sẽ cần rất là nhiều những mascot hoạt động, hoạt náo, hoặc là giúp khuấy động phong trào và để tạo cho gương mặt đại diện của mỗi công ty bất động sản. Các bạn có thể thấy bé cáo cam của nhà mình ở ngoài thì nhìn rất là to luôn, như các bạn có thể là khi lên video các bạn nhìn thấy hơi nhỏ nhỏ tí thôi, nhưng mà ở ngoài rất là to. Và lúc này thì các công ty bất động sản đang chuẩn bị lên sân khấu để chụp ảnh nè các bạn, không khí rất là đông vui luôn. Đây là buổi chiều ở ngoài đây, nhìn nắng rất là đẹp luôn. Và khung cảnh của Global City mình thấy rất là đẹp. Xa xa các bạn có thể thấy mấy áo rồng áo đỏ nè. Có là bu bu nhà mình nữa. Các bạn là bu bu thì đang bận đi chụp hình ở phía ngoài sân, ở phía ngoài trước kia, nên là chưa có vào trong đây ha các bạn ha. Đây là bé rồng áo đỏ nè, siêu đáng yêu và nhiệt tình. Thì thường mình thấy đa phần thì các công ty bất động sản thì các bạn thường hay thích thuê những bạn rồng hoặc là gấu dâu này, hoặc là những bạn cáo để phù hợp với các cái tông màu của nhãn hàng bên công ty á. Mà các bạn có thể thấy rất là đông vui luôn, và mình thấy các bạn bất động sản rất là nhiều và rất là đông. Đây là một cái khu đất trống để dành tổ chức cho các sự kiện lớn. Và mình nghĩ thì nếu mà cuối năm mình đã nhìn thấy lá bu bu hồng của mình đang đi vào kìa các bạn, cực kỳ là dễ thương luôn. Wow, mọi người nè, có rất nhiều những cái bé rồng dễ thương và xinh xắn nữa nè. Có bé rồng lâm nữa nè các bạn, dễ thương không? Wow, đây bé lá bu bu nhà mình, bé rồng lâm, bé rồng áo đỏ nhà mình. Đó là bu bu nào, cặp đôi là bu bu siêu hot của ngày hôm nay. Hôm nay mình có thấy thêm hàng xóm là có thêm một bạn là bu bu và bạn rồng đỏ bên này nữa nè các bạn. Đó, và rất là nhiều luôn. Chê đê, xin chào cả nhà. Lúc này là quang cảnh mọi người đang tập trung để lấy hình ảnh cho công ty của mình, nên là không khí khá là sôi động và đông vui. Mọi người đang chuẩn bị cho những cái dự án bất động sản á. Mình thì không có rành về mảng này, nên là mình chỉ quay cho các bạn xem khung cảnh xung quanh rất là rộng lớn luôn. Và công ty khá là đầu tư á các bạn, có
cả là nhạc DJ nè, và có cả là xó hoa nữa, xó bông cực kỳ đẹp luôn. Và mình đã được ngắm ở tầm rất gần và siêu đẹp vào buổi tối, thì tí tối thì mới có pháo bông ấy các bạn. Còn bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị đi vào bên trong, và cái thời gian chụp ảnh của các cái công ty thì khá là lâu, tại vì rất là nhiều công ty các bạn, nên thành ra là cũng cái thời gian đó cũng phải đâu đó là hơn một tiếng đồng hồ á. Lúc này thì ghế cũng còn khá là trống, nhưng mà một lúc sau thì sẽ được lấp đầy luôn nha các bạn. Đó, các bạn có nhìn thấy thế nào, quang cảnh rất là đẹp luôn. Và đây là toàn cảnh của Global City. Rất đông mọi người đang quay, đang đứng nè. Ở đằng xa, phía xa kia có bé rồng màu vàng nữa. Rất là dễ thương và đáng yêu. Xung quanh ở đây, khung cảnh rất là đẹp và có đầy đủ các cơ sở hạ tầng luôn á. Các bạn nếu như mà có nhu cầu cần mua nhà hay là đầu tư thì có thể tham quan qua Global City nha. Nó là một khu vực cũng ở sát gần với lại ranh giới của quận Thủ Đức luôn á các bạn. Mình thấy đi qua đi lại thì cũng gần, cũng không tới nỗi quá là xa. Hai bé Labu nhà mình đang chụp hình với khách nè. Xa kia thì là có bé rồng đang đứng chơi. Mọi người đem về chụp hình với bé rất là dễ thương và đáng yêu. Bé rồng rất là dễ thương và đáng yêu. Trời, hiện nay mình có thể thấy là bé rồng đang đứng chơi nè. Và cái công ty ở đây thì mọi người đang chuẩn bị vào, nên lúc này là còn khá là sớm, nên các bạn cũng chưa có vào hết á. Các bạn thấy không, mọi người công ty rất là đầm luôn á các bạn. Mình đã mấy nụ cờ dịp mấy lần để hợp tác với các sự kiện như thế này rồi, nên là mình thấy công ty rất là lớn và rất là hoành tráng luôn. Rất là nhiều những công ty. Và các bạn có chuẩn bị sẵn nước, đồ ăn. Các bạn rất là chu đáo chuẩn bị nước, đồ ăn cho các bạn nhân viên ở trong công ty nữa nè các bạn. Labubu của mình thật là đáng yêu và dễ thương. Cả nhà mình nếu như có nhu cầu thuê mascot hoặc là robot thì cứ ghé qua bên trang Zalo bên mình hoặc trang Facebook bên mình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nha. Và sẽ luôn luôn có được giá tốt nhất cho khách hàng. Với những cái nhu cầu của khách hàng, các bạn có thể thuê theo ngày, theo tháng, hoặc có thể các bạn thuê vài giờ, thì bên mình đều có những cái chính sách ưu đãi cho cả nhà mình với giá cực kỳ là tốt. Nên rất mong là cả nhà mình hãy ủng hộ và hãy like, tim và share cho tụi mình nha. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy là có rất là đông các bạn mascot ngày hôm nay. Và bên mình thì có 10 bạn hôm nay được đi dự sự kiện này nha. Đó, cáo cam nè, gấu dâu nè, gấu lầy nè, rồng vàng nè, rồng áo đỏ nè. Đó, rất là nhiều luôn. Rồi, có cả là bé rồng lấm nè. Rồi, có Kurumi nè, các bạn thấy có dễ thương không? Xung quanh gần đây, đây là những bạn hàng xóm Kurumi nè. Rồi, và bé Lapupu hồng, Lapupu xám. Thì tất cả những mẫu mascot bên mình thì hiện tại có hơn 200 mẫu và được cập nhật liên tục để giúp cho cả nhà mình có nhiều lựa chọn hơn trong tất cả những sự kiện bên mình. Nên là nếu như cả nhà mình có nhu cầu thì hãy ghé qua bên mình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nha. Cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và theo dõi sự kiện bên mình. Ở đây có một bé Pikachu cũng rất là dễ thương nè các bạn. Cả nhà mình nếu có nhu cầu khai trương sự kiện hoặc là những cái công ty sôi động như thế này thì các bạn hãy inbox và liên hệ với bên mình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nha. Bên mình sẽ có giá cực kỳ tốt cho những khách hàng lâu dài hoặc là những công ty đối tác. Thì cả nhà mình nếu quan tâm đến các về mascot và robot thì hãy cứ liên hệ với bên mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.